Kinh văn: Thử chư chúng sanh túng kỳ tự thân bất tác phước nghiệp thập phương Như Lai sở hữu công đức tất giữ thử nhân. Việt dịch: Các chúng sinh đó cho dù chính mình không tàng việc phúc, mười phương Như Lai có các công đức đều ban cho những người như thế. Giảng giải: Các chúng sinh đó tụng và trì chú lăng nghiêm, cho dù chính mình không làm việc phúc, họ không bao giờ làm các việc thiện hoặc có được niềm vui. Khi ấy mười phương Như Lai có các công đức đều ban cho những người như thế. Tại sao phải làm như vậy? Vì đó là những người tụng chú lăng nghiêm, hoặc đọc hoặc biên chép, họ không được may mắn, các Phật trong mười phương sẽ ban cho họ. Kinh văn: Do thị đắc ư, hằng hà sa a tăng kỳ bất khả thuyết kiếp, thường giữ chư Phật đồng sanh nhất xứ, vô lượng công đức như ác xòa tụ, đồng xứ huân tu vĩnh vô phần tán. Việt dịch: Do vậy họ được trong những kiếp hằng xa a tăng kỳ không thể nói không kể xiết, thường cùng chư Phật đồng sinh một chỗ, vô lượng công đức nhóm lại như quả ác xoa, cùng một chỗ huân tu hằng không phân tán. Giảng giải: Do vậy họ được trong những kiếp hằng xa a tăng kỳ không thể nói không kể xiết, thường cùng chư Phật. Hằng xa là các sâu hằng, chỉ số lượng rất nhiều, a tăng kỳ cũng là số lượng lớn, có nghĩa vô số trong ngôn ngữ Sanskrit. Đồng sinh một chỗ, vô lượng công đức nhóm lại như quả ác xoa, cùng một chỗ huân tu hằng không phân tán. Sinh một chỗ không phải là cùng một nơi sinh, mà là sinh vào thời có Phật trong thế gian này. Một trong tám nỗi khổ là sinh trước hoặc sau khi có Phật. Sống vào thời có Phật tất sẽ có được vô vàn công đức, quả ác xoa, amala. Mỗi chủng có ba quả liền nhau, không thể tách riêng ra được. Cũng vậy, những người sống nơi Phật cũng sẽ ảnh hưởng sự tu dưỡng, họ không bao giờ xa rời khỏi Phật. Kinh văn: Thị cố năng linh phá giới tri nhân giới cẳng thành tịnh, vị đắc giới giả linh kỳ đắc giới, vị tinh tấn giả linh đắc tinh tấn, vô trí tuệ giả linh đắc trí tuệ, bất thanh tịnh giả tốc đắc thành tịnh, bất trì trai giới tự thành trai giới. Việt dịch: Vậy nên có thể khiến cho người phá giới mà giới cẳng cũng được thành tịnh. Người chưa được giới khiến cho được giới, người chưa tinh tấn khiến cho tinh tấn, người không trí tuệ khiến được trí tuệ, kẻ chẳng thành tịnh chóng được thành tịnh, kẻ chẳng giữ trai giới tự thành có trai giới. Giảng giải: Vậy nên có thể khiến cho người phá giới mà giới cần cũng được thành tịnh, ngay cả người phá giới cũng được giới trở lại nếu như người đó thật lòng trì tụng chú lăng nghiêm hàng ngày. Về căn bản, người nào phá giới sẽ không được cứu độ, nhưng nếu tụng chú này thì giới căn sẽ được thành tịnh. Tụng ở đây không có nghĩa là đọc tụng cho qua, mà tâm ý quý vị phải hoàn toàn tịnh chỉ khi chỉ chú như tôi đã nói qua. Khi chú khởi từ tâm và quay trở về tâm quý vị, điều đó có nghĩa là tâm chú, tâm của chú, tâm của chú, tâm chú, chú và tâm của quý vị trở thành một, không có sự phân biệt đôi đường. Quý vị đừng quên, đấy là sự tự tụng quý vị không tụng, nhưng nó vẫn đang tụng, quý vị đang tụng, nhưng hầu như quý vị không hiện diện. Ngay cả khi không muốn tụng, nó vẫn đang đọc tụng. Chúng ta đang nói về tụng chú trước khi giảng kinh, và đấy là cách đặt định căn bản để ra một cách thức cho quý vị. Hẳn nhiên đây cũng không hẳn là lúc giảng về chú, quý vị có thể tụng thần chú bất cứ lúc nào. Điều quan trọng là loại trừ đi mọi nghĩ tưởng để chỉ tập trung tâm ý, gọi là nhất tâm, là tâm chuyên nhất. Sự đọc tụng thành liên tục và không có suy nghĩ gì khác, giống như dòng nước miên man xuôi chảy và con sóng này nối tiếp con sóng khác, như cơn gió thoảng qua không hình bóng, nhưng tất cả đều biết nó đang hiện diện. Dòng nước trôi xuôi và gió thoảng, sướng âm vang giáo lý đại thừa. Âm thanh của nước là gió, nói lên giáo pháp đại thừa, và tất cả đều là tâm của thần chú lăng nghiêm. Người chưa tinh tấn khiến cho tinh tấn, người không trí tuệ khiến được trí tuệ, kẻ chẳng thanh tịnh chóng được thanh tịnh, kẻ chẳng giữ trai giới tự thành có trai giới. Người chưa tinh tấn, chưa học hỏi nghiên cứu giáo lý Phật cũng có thể khởi phát sức mạnh do tụng chú lăng nghiêm một thời gian dài. Người không trí tuệ sẽ được trí tuệ. Xem thế, một kẻ có ngốc nghếch, tâm trí chậm lụt cũng được mở mang sáng suốt. Kẻ chẳng thanh tịnh sẽ mau chóng được thanh tịnh. Nếu quý vị có tu dưỡng và chưa được thanh tịnh, nếu quý vị phá giới, bỏ ngang việc ăn chay,
phạm sự bất tịnh một thời gian dài, nhưng nếu quý vị không quên tâm chú này, cũng vẫn mau chóng được thành tịnh trở lại. Một khi muốn thay đổi, chúng ta sẽ được thành tịnh. Tôi chẳng biết ở đây có nhiều vị thích học Phật, nhưng thân tâm chưa được thanh tịnh. Điều đó cũng không sao, chỉ e là quý vị không chịu học. Vì nếu học sẽ có lúc quý vị trở nên thanh tịnh, còn như quý vị không chịu học, nói tôi không muốn trở nên thanh tịnh, tôi không muốn mạnh mẽ, tôi thích lười, tôi không biết gì hơn. Nếu thế thì chẳng còn gì để nói. Đấy có thể là nguyên do người ta không trì trai để thành người ăn chay theo cách tự nhiên. Nếu quý vị tụng chú Lăng Nghiêm đến độ tâm ý hoàn toàn chú định khi ấy, cả gió cũng chẳng thổi qua, mưa không sao thấm ướt, chừng ấy quý vị không trì trai thì quý vị vẫn tự động ăn chay. Tại sao? Vì tư tưởng quý vị không tản mạn dòi dào, gốc rễ ham muốn không còn, những ưa thích các món thịt cá không còn khuấy động tâm quý vị. Kinh văn: A Nan, thị thiện nam tử, trì thử chú thời, thiết phạm cấm giới, ư vị thọ thời, trì chú chi hậu, chú phá giới tội, vô vấn kinh trọng, nhất thời tiêu diệt. Việt dịch: A Nan, thiện nam tử ấy, khi trì chú này, giả như có phạm giới cấm khi chưa thọ trì, thì sau khi trì chú, các tội phá giới bất luận nặng nhẹ một thời đều tiêu diệt. Giảng giải: đoạn này giải thích rất rõ ràng. A Nan, thiện nam tử ấy, khi trì chú này, giả như có phạm giới cấm khi chưa thọ trì, nếu như hiện tại trì chú nhưng trước đó từng phạm giới, phá giới, thì sau khi trì chú, các tội phá giới bất luận nặng nhẹ một thời đều tiêu diệt. Tất cả mọi giới hạnh bất tịnh đều không còn, ngay cả bốn giới ba la di cũng vậy. Ba la di là một trọng tội không thể hối cải được, nhưng nếu tụng chú Lăng Nghiêm, người ấy sẽ được bảo vệ và trở nên trong sạch, giống như nước sôi dưới vào nắm tuyết vậy. Kinh văn: Túng kinh ẩm tiểu thực đạn vũ tân trùng trùng bất tịnh, nhất thiết chư Phật Bồ Tát Kim Cang, thiên tiên quỷ thần bất tướng vi quá. Việt dịch: dù đang uống rượu ăn thứ ngũ tân và các loại không sạch, tất cả các Phật Bồ Tát Kim Cang thiên tiên quỷ thần không cho đó là lỗi. Giảng giải: ngũ tân là năm thứ tỏi hành hẹ kiệu nén, là những loại gia vị phổ biến. Các loại này đều có hương vị nồng, ăn vào dễ phát dâm và nóng tính. Nhưng dù đã uống rượu, ăn thứ ngũ tân và các loại không sạch trước đó, khi đã trì chú thì tất cả các Phật Bồ Tát Kim Cang thiên tiên quỷ thần không cho đó là lỗi. Quý vị thường tụng và trì chú Lăng Nghiêm, các Phật Bồ Tát và Pháp Sư đều không trách quý vị trước đó là không trong sạch. Kinh văn: thiết trước bất tịnh phá tệ y phục, nhất hành nhất trụ tất đồng thành tịnh, túng bất tác đàn bất nhập đạo tràng, diệp bất hành đạo, tụng trì thử chú hoàn đồng nhập đàn, hành đạo công đức vô hữu dị dã. Việt dịch: dù có mặc y phục cũ rách không sạch thì việc đi việc đứng thảy đồng như thành tịnh, dù chẳng lập đàn, chẳng vào đạo tràng, cũng chẳng hành đạo, mà trì tụng chú này thì công đức cũng như vào đàn hành đạo chẳng có khác gì. Giảng giải: dù có mặc y phục cũ rách không sạch thì việc đi việc đứng. Trong đoạn trước nói về đạo tràng, Đức Phật có dạy phải mặc y mới, nhưng ở đây Ngài lại bảo điều đó không cần thiết. Nếu không có y mới thì cứ mặc y cũ. Khi quý vị thực hành tu tập trong suốt 3 tuần, quý vị cũng sẽ trở nên trong sạch, bởi vì năng lực thần chú sẽ làm cho y phục mới hoặc cũ đều được trong sạch. Quý vị sẽ ngạc nhiên, vậy tại sao Phật lại bảo phải mặc y mới khi vào đàn? Thực sự chúng ta mặc y mới là thể hiện lòng tôn kính, sự tôn kính tuyệt đối và rất đỗi trong sạch. Dù chẳng lập đàn, chẳng vào đạo tràng, quý vị không cần thiết phải vào đạo tràng. Việc tu tập có thể bất kỳ nơi đâu, bất kỳ lúc nào, cho dù cũng chẳng hành đạo, ngay cả không tu dưỡng, mà chỉ tụng chú này. Đấy là tất cả những gì mọi người có thể tu tập, thì công đức cũng như vào đàn, hành đạo chẳng có khác gì. Nếu quý vị tụng chú Lăng Nghiêm thì công đức của quý vị chẳng khác gì vào đàn tràng hành đạo vậy. Thực sự cái đức của thần chú này là hết sức phi thường. Kinh văn: nhược tạo ngũ nghịch vô gián trọng tội, cập trừ tỳ kheo tỳ kheo ni, tứ khí bát khí, tụng thử chú dĩ như thị trọng nghiệp, do như mãnh phong suy tán giả tụ, tất dài diệt trừ cánh vô hào phát. Việt dịch: dù gây tội nặng như ngũ nghịch vô gián và phạm những tội tứ khí bát khí của tỳ kheo tỳ kheo ni, khi tụng chú này rồi thì như cơn gió mạnh thổi tàn đống cát, mọi nghiệp nặng như vậy đều diệt trừ dứt
chẳng có chút mảy may gì. Giảng giải dù gây tội nặng như ngũ nghịch vô gián, trong Phật đạo có năm tội rất nặng: một giết mẹ, hai giết cha, ba giết bậc A-la-hán, bốn phá hòa hợp tăng, năm làm chảy máu thần Phật. Nếu làm tổn thương thần Phật bằng con dao hoặc vật nhọn hoặc bất cứ thứ gì làm chảy máu thần Phật đều phạm tội rất nặng. Tôi không còn thấy Phật, Đức Phật đã rời khỏi thế gian, vậy tôi không phạm vào lỗi này. Không phải vậy, bởi vì bôi xóa hoặc phá vỡ hình ảnh Phật cũng gọi là làm chảy máu thần Phật. Ngay cả ảnh Phật cũng vậy, sự hủy hoại hình ảnh Phật khi Ngài không còn tại thế cũng phạm tội. Vô gián là hậu quả của trọng tội. Kẻ phạm tội sẽ bị 10 con quỷ đưa đi trừng phạt, nhưng phạm phải 5 tội nặng như đã nêu thì sự trừng phạt rất khốc liệt, kẻ ấy tất phải vào ngục vô gián. Loại địa ngục này tôi cũng đã nói qua, ở đây có rất đông tội nhân, do đó nên còn gọi là vô gián, tức không có khoảng trống. Gọi là vô gián vì tội nhân liên tục chịu khổ đau không bao giờ dừng dứt. Phạm những tội tứ khí bát khí của tỳ kheo, tỳ kheo ni có 3 nghĩa: 1. Khất sĩ, 2. Phá phiền não, 3. Bố ma. Tỳ kheo ni là thành viên nữ trong tăng già, có 4 tội ba la di là 1. Dâm, 2. Sát, 3. Đạo, 4. Vọng ngữ. Đấy là 4 giới căn bản, nếu phạm phải bất cứ tội nào trong 4 giới ấy đều phải bị loại khỏi tăng già đạo Phật. Điều ấy chẳng khác nào đem Phật phá vứt xuống biển vậy. 4 tội ba la di thuộc về tỳ kheo. Đối với tỳ kheo ni có 8 tội ba la di, ngoài 4 tội thuộc tỳ kheo thêm 4 tội khác: 5. Ma xúc, 6. Bát sự, 7. Phú tàng tha, 8. Bất tùy thuận. Ma xúc theo giải thích của giới luận là đụng chạm vào thân thể phụ nữ khi có ý dâm. Đối tượng đụng chạm với ý dâm có thể là nữ, là nam, hoặc tỳ kheo, tỳ kheo ni, người thế tục đều phạm phải trọng tội. Nếu không có lòng ham muốn dâm dục thì không phạm giới. Bát sự tức 8 điều ngăn cấm trong ba la di. Tỳ kheo ni khi tiếp chuyện phải luôn ở nơi công cộng thoáng đãng, không được tiếp riêng một người đàn ông nơi vắng vẻ hoặc phòng riêng. Nói chung tỳ kheo, tỳ kheo ni, một nam một nữ không được ở chỗ riêng với nhau. Khi phạm tội này, tỳ kheo có phần nhẹ hơn tỳ kheo ni. Phú tàng tha, biết đồng hữu phạm tội nhưng cố tình che giấu, không báo cho mọi người biết. Bất tùy thuận, theo luật người xuất gia, mỗi tháng có 2 lần đọc tụng giới bản, vào ngày mùng 1 và ngày 15 trong tháng. Tỳ kheo ni đọc tụng giới phải có tỳ kheo chủ trì, họ không được tự mình kết giới, nếu không làm đúng như vậy thì phạm tội bất tùy thuận. Nhưng nếu người đó phạm phải các tội nặng như vậy, khi tụng chú này rồi thì như cơn gió mạnh thổi tan đống cát, mọi nghiệp nặng như vậy đều diệt trừ dứt, chẳng còn chút mảy may gì. Cho dù là phạm tội ngũ nghịch, phạm 4 tội, 8 tội ba la di, tụng thần chú này sẽ bay biến tất cả, như một cơn gió mạnh thổi tan đống cát. Đấy là năng lực phi thường của chú Lăng Nghiêm. Kinh văn: A Nan, nhược hữu chúng sanh tùng vô số lượng vô số kiếp lai, sở hữu nhất thiết khinh trọng tội chướng, tùng tiền thế lai vị cập sám hối, nhược năng độc tụng thư tả thử chú, thần thượng đới trì nhược an trụ xứ, trang trạch viện quán, như thị tích nghiệp do thang tiểu tuyết, bất kiểu dài đắc ngộ vô sanh nhẫn. Việt dịch: A Nan, nếu có chúng sinh từ vô lượng vô số kiếp đến nay đã có tất cả mọi tội chướng nhẹ nặng, nhưng trong các đời trước chưa kịp sám hối, nếu biết đọc tụng viết chép chú này, giữ đeo bên mình hay để nơi chỗ ở như trang trạch vườn quán, như vậy mọi nghiệp chứa nhóm từ trước đều tiêu tán như nước sôi làm tan tuyết, không bao lâu đều ngộ được vô sinh nhẫn. Giảng giải: A Nan, nếu có chúng sanh từ vô lượng vô số kiếp đến nay đã có tất cả mọi tội chướng nhẹ nặng, nhưng trong các đời trước chưa kịp sám hối, họ chưa từng có được cơ hội để sám hối, lầm lỗi và sửa đổi. Sám là nêu ra những sai lầm trước đó, hối là thay đổi sửa chữa không tái phạm tội. Nếu biết đọc chú Lăng Nghiêm hoặc tụng viết chép chú này, tụng chú phải trong một thời gian dài. Đức Phật không nói tụng một hoặc hai lần, ý của Ngài là phải thực hiện việc tụng đọc lâu dài, hoặc là giữ đeo bên mình. Khi đeo chú phải đeo trên cổ, trước ngực, đấy là cách biểu hiện sự tôn kính, không được cất mang ở phần dưới thân. Càng trân trọng tôn kính thì chú càng có hiệu nghiệm.
hay để nơi chỗ ở như trang trạch vườn quán. Như vậy mọi nghiệp chướng nhóm từ trước, tức những tội lỗi tích tập trong nhiều đời đã qua, đều tiêu tán như nước sôi làm tan tuyết. Mọi tội lỗi đều thức thì tan biến hết, không bao lâu đều ngộ được vô sinh nhẫn. Ha ha ha, 问什么的说呵。